Đất nước là gì? Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Đất nước là gì? Tác giả Huỳnh Mai Liên. Cho con hỏi nhé, đất nước là gì? Vết bằng bút chì có vừa trang giấy. Làm sao để thấy núi cao thế nào? Biển rộng là bao? Cách nào đo nhỉ? Hay là con nghĩ đất nước trong nhà là mẹ, là cha, là cờ tổ quốc? Vần thơ con thuộc, bài văn con làm, tiếng Việt dị dàng, có là đất nước, là đường con bước, là sông con bơi, là cánh chim trời, là vầng mây trắng, mặt trời khoe nắng cho ngày đẹp hơn, mọi điều giản đơn cộng thành đất nước. Đất theo các bạn, đất nước là gì? Hẹn gặp lại các bạn trên kênh bài thơ nhé. Là đường con bước, là sông con bơi, là cánh chim trời, là vầng mây trắng, mặt trời khoe nắng cho ngày đẹp hơn, mọi điều giản đơn cộng thành đất nước. Bye bye.